Chào các bạn, đây là Tài đây. Trong cái video này đó, Tài muốn mà chia sẻ với các bạn nhiều cái vấn đề của mà mình mà giao thiệp với mấy đứa mà gái đó, và xong rồi mình bị kẹt trong cái mà hoàn cảnh mà nó chỉ coi mình giống như người bạn thôi, nó không có coi mình giống như người mà người tình. Okay, hồi xưa đó, cũng mà Tài ở gần cái thành phố mà Houston đó, có cái mà có một đứa con gái Lào á, nó rất là đẹp mà rất là dễ thương á, xong Tài rất là thích nó. Lúc đó là Tài mới có hình như mà 17 hay là 18 tuổi rồi, mà Tài rất thích con nhỏ Lào này lắm. Mà mỗi lần Tài gọi mà nói chuyện với nó đó, thì nó chịu nói chuyện với Tài. Mà cúc mà nào mà Tài mà hỏi nó để đi ra đi chơi hay là đi uống cà phê hay đi làm này nọ đó, nó không bao giờ đi chơi chung với mình hết trơn á. Mà cúc mà thằng khác lại hỏi nó thì nó đi cặp với thằng kia liền à. Đấy, cái vấn đề này nó làm cho Tài rất là bối rối, xong rồi cái là nhức đầu lắm. Và xong rồi sau này đó, Tài cúc lớn lên đó, xong rồi mà Tài giao thiệp với mà nhiều đứa gái đó, xong rồi cúc đó mới biết là hiểu cái lý do làm sao mà hồi nhỏ cúc mà Tài mà giao thiệp với con nhỏ mà nhỏ Lào đó, mà nó không có chịu, mà nó không có thấy Tài như cái người tình yêu, mà nó thấy Tài như chỉ người bạn hay là người anh thôi à, chứ nó không có, hay là bà con anh em thôi, chứ nó không có coi mình như người tình. Cái lý do nó có ba cái lý do nữa, xong Tài sẽ chia sẻ với bạn cái mấy cái lý do này. Cái lý do đầu tiên á là cái tinh thần của Tài hồi xưa đó, lúc mà Tài mà giao thiệp với con nhỏ Lào đó, Tài nghĩ rằng đó là Tài muốn làm bạn như nó, Tài muốn làm bạn như nó trước, rồi xong cúc mà sao nó thích mình rồi đó, rồi xong mày có cơ hội ấy, thì mình thử rồi nó chịu mà chấp nhận mình làm người tình yêu hay là không. Cái đó đó là cái chuyện thất bại, tại vì cúc mà mình vô mình giao thiệp với nhỏ gái đó, mà mình gặp nó lần đầu tiên đó, mà mình nghĩ rằng mình chỉ coi nó như người bạn á, thì cái lời nói của mình với lại cái hành động của mình đó, nó sẽ phát ra đó là giống như cái người bạn thôi, nó không có coi mình giống như cái người tình được. Nó chỉ coi như người bạn trong lớp không thôi, người bạn trong chùa hay là bà con anh em thôi, nó không bao giờ nó coi mình giống như mà người mà người tình mà nó muốn mà cặp bồ với mình, hay là nó muốn đi mà ngủ với mình, hay là nó muốn mà làm vợ mình hay là gì chứ. Bởi vì cái đó là rất là quan trọng đó, là cái đầu tiên là lúc mà mình mà giao thiệp với đứa gái nào mà mình thích đó, thì mình phải biết rằng đó là mình phải cái tinh thần mình đó là nó phải cái tinh thần đó là mình muốn mà giao thiệp với cái người mà con gái này đó, là để làm người tình chứ không phải là để làm bạn bè, để cho cái lời nói của mình với lại cái hành động của mình đó nó không có phát ra giống như là mình là chỉ muốn làm người bạn thôi à. Tại vì á cái trong tinh thần mình á, mình nói rằng á là mình muốn làm người bạn á, rồi xong cái mình ăn nói rồi xong cái hành động mình đó giống như muốn làm người bạn đó, rồi xong cái nó chỉ coi mình giống như người bạn, nó không có coi mình giống như người tình đó, thì lúc đó mình bị đau khổ đó. Xong khi mình hỏi tự hỏi tại sao mà nó chỉ coi mình giống như người bạn mà nó coi mấy thằng kia giống như người tình đó, thì cái đó là cái lý do đó. Cái vấn đề thứ hai đó là cái cách mình ăn nói với lại mà con nhỏ gái đó, cái nhỏ gái mà mình thích mà muốn làm mà người tình đó, mình phải nói nó, mình phải chọc ghẹo nó, mình phải giỡn với nó, cái cách đó mà làm cho nó thương mến mình, nó làm cho nó thu hút mình. Chứ mình mà giỡn với nó hay là mình chọc nó cái cách mà giống như bạn bè thường đó, thì nó không bao giờ đó, nó tạo ra cái sự mà thu hút mà nó muốn mà cặp với mình. Đấy, bởi vì nó rất là quan trọng đó. Một cái vấn đề như lúc mà nhiều thằng ở cốt mà nó gặp nhỏ gái đẹp đó, nó sợ rằng mình nói tầm bậy tầm bạ, hay là mình sợ mà mình phải coi cái lời nói của mình đó để cho mình chinh phục nhỏ gái đó, đừng có bao giờ mà làm cái vấn đề đó chứ, tại cái đó nó không có tốt. Tại vì cốt mà con gái mà nó thấy mình mà muốn mà chinh phục nó, hay là cái cách mình ăn nói mà để cho mình làm cho nó thích mình đó, thì cái đó là tự nhiên nó sẽ hạ cái địa vị của mình hay là cái chức của mình trước mặt nhỏ gái đó. Xong rồi nhớ cái này nha, cái đứa gái đó nó không có bao giờ mà nó thích, nó thương mến mình được lúc mà mình hạ cái địa vị mình dưới thấp hơn cái địa vị của nó. Con gái đó nó coi trong mà nó, mỗi đứa gái đó nó sẽ thấy là nó ở đây phải không, rồi xong rồi mình lại gặp nó đó mà mình hạ cái chức của mình hay cái địa vị mình trước mặt nó đó, là nó không bao giờ nó thương mình được hết chứ, nó chỉ thương mấy thằng khác thôi. Bởi vì các bạn cẩn thận vụ cái vấn đề đó. Xong rồi mà cái
vấn đề mà thứ ba đó là các bạn mà phải mà cẩn thận đó là cái hành động của mình. Để Tài chia sẻ vài cái mà thí dụ với bạn cho. Thí dụ như mà bạn mà đi ra mà nhà hàng hay là đi ra chỗ mà ăn uống đi. Thí dụ như bên Việt Nam đó, Tài không biết nó có sự thật hay là không, mà Tài nghe nói rằng lúc mà mình ra ngoài đường trong thành phố lớn rồi đó, thì nó có nhiều người mà người ta xin tiền mình đó. Để lúc mình ra ngoài đường đó, có nhiều người người ta muốn mà xin tiền mình, để người ta, mấy người nghèo đó. Và xong rồi ta xin mình để mà có tiền để họ có để mua đồ ăn rồi đó. Thì thí dụ như bạn là một cái người đó mà cúc mà người ta xin tiền cho bạn đó, và xong rồi bạn cho tiền cho cái người mà nghèo đó đi. Cái đó là tại vì cái đó là cái tánh tình của bạn đó. Thì cúc mà bạn đi chơi với con gái đó, rồi xong rồi cái người nghèo mà họ lại họ xin tiền của bạn đó, rồi xong rồi bạn mà cho tiền cho họ đó, tại vì cái đó là cái vấn đề mà bạn đã làm rồi trước khi con nhỏ con gái có đó. Thì bạn làm gì đó thì nó không sao, nó không có hạ cái địa vị của bạn trước mặt con nhỏ con gái đó. Còn mà bạn mà cái tính tình của bạn á mà không có mà cho tiền người nghèo đó, mà cúc mà có con nhỏ con gái đẹp đó, xong rồi bạn mà muốn làm nổi là muốn mà chinh phục con nhỏ con gái đó, xong cái mình rút tiền ra mình cho người nghèo đó, giống như mình là có người mà tốt bụng lắm gì đó, không? Thì để mình làm gì để cho con nhỏ con gái nó thấy nó mê mình hay là nó thích mình hay là mình chinh phục nó đó, thì lúc đó đó nó sẽ hạ cái địa vị của mình, rồi xong nó hạ cái chức của mình đó trong xã hội, trước mặt trong cái con mắt của đứa con gái đó, rồi xong cái đó nó rất là thất bại đó, nó sẽ hại mình đó, nó con nhỏ con gái nó không có nó thấy gì đó, nó biết rằng nó thấy mà nó thấy mình mà làm gì là tại để chinh phục nó đó. Nó sẽ mất cái sự thu hút mà giữa hai người. Bởi vì các bạn đừng có làm gì. Bởi vì hồi đó đó Tài biết đó mà một anh đó đó, mỗi lần ảnh đi ra, ảnh đi ăn uống đó, như lúc mà Tài đi ăn đó, thì Tài mua đủ đồ ăn cho Tài ăn thôi. Như Tài ăn một tô phở thì có đủ no bụng rồi không, thì Tài ăn mà nhiêu đó thôi. Còn cái anh này đó thì ảnh Tài biết đó, ảnh ăn á thì một tô phở hay là một dĩa cơm chiên hay là gì đó thì nó sẽ cũng no bụng rồi, ảnh cũng đâu có lớn con gì mấy. Mà cứ mà có những gái đẹp nào xung quanh đó, ảnh sẽ mua cơm chiên rồi thịt heo quay rồi xong rồi thịt bò xong rồi vịt quay rồi đủ thứ món đồ ăn ảnh bỏ trên bàn rồi đó. Rồi xong Tài cứ hỏi ảnh hoài sao lý do anh sao mà tự động anh mua mà nhiều món ăn bữa nay vậy. Rồi xong rồi mà cứ mà có con gái đẹp ở đó thì ảnh mới làm gì, còn lúc mà không có con gái đẹp ở đó thì ảnh không có làm gì, ảnh chỉ ăn như bình thường thôi. Lúc mà mình làm cái hành động mình vậy đó, lúc mà con gái có thể rằng một hai đứa con gái nó ngáo hay là gì nó không biết á, thì nó thích mình hay là có thể rằng mình phục nó được. Mà trung bình á, mấy đứa con gái mà nó có sự mà ăn học, nó có sự mà con gái thường nữa thì nó thấy mình, nó biết gì á, nó biết là mình chỉ làm những cái hành động đó để mà chinh phục nó đó, thì nó sẽ hạ cái mà địa vị mình trước mặt nhỏ con gái đó, nó không có tốt. Bởi vì Tài không có khuyên rằng là các bạn mà nên làm cái mà vấn đề đó. Bởi vì mong rằng trong cái video này đó, Tài chia sẻ với các bạn dù mà cái cách mà mình cái tư tưởng của mình, cái niềm tin của mình, cái tinh thần của mình, với lại cái cách mình ăn nói, với lại cái hành động của mình đó, nó làm cho mà bạn đừng có bị kẹt trong cái hoàn cảnh mà nhỏ con gái nó thấy mình như người bạn thôi. Tiếng Mỹ nó kêu cái vấn đề đó là nó kêu bằng là mình bị kẹt trong cái friend zone đó. Friend là bạn, còn zone đó là cái hoàn cảnh hay là cái chỗ mà bị kẹt trong bạn bè đó, xong rồi nó không có coi mình như người tình gì đó. Bởi vì mong rằng các bạn mà có cái mà sự mà tập luyện, có cái niềm tin với cái sự mà tư tưởng á, với lại cái mà ăn nói với cái hành động á, mà nó làm cho con gái nó thu hút tới mình, chứ đừng có dùng cái mà phương pháp mà làm cho nó coi mình như người bạn thôi, xong cái mình buồn rầu lý do làm sao mà nó đi chơi với mấy thằng kia mà nó không chịu nói chuyện hay đi chơi chung với mình. Ok, chứ là cái mà bạn mà có mà đứa nào mà bị kẹt dụ mà trong cái mà hoàn cảnh mà nó
bị kẹt với đứa gái mà nó thích, mà nó coi như người bạn đó, thì tài khuyên bạn mà nên chia sẻ cái video này với người bạn đó. Vậy xong bạn chưa có mà subscribe vô cái mà đài này đó, thì mà nên bấm cái nút mà subscribe ở dưới đó, xong rồi subscribe vô để có mà tải ra cái video mới đó, tại có thể mà chia sẻ với các bạn được. Như vậy bạn thích cái mà video này đó, thì tài khuyên bạn đó bấm cái mà nút mà like ở dưới đó, rồi xong bạn không thích đó thì bấm cái nút mà không like đó, để cho tài biết, để mà tài đừng có tốn thời giờ làm mấy cái mà video đó mà bà con không có thích, mà nó không có mà cho, không có mà bổ ích cho mà các bạn mà bên Việt Nam. Cảm ơn các bạn coi cái video ha, rồi xong rồi chúng mình gặp lại sau.